Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay, thạc sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hùng, viện kế chỉ Hải Thượng Lan Ông thực hiện ca kế chỉ cho bệnh nhân Hoàng Thị Hương Tính mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ, thắt lưng. Theo bác sĩ Ngô Quang Hùng, hầu hết các trường hợp thoái hóa cột sống cổ thường không có biểu hiện gì đặc biệt trong một thời gian dài ban đầu. Khi các triệu chứng xuất hiện, các biểu hiện thường thấy nhất đó là người bệnh có những cảm giác đau, mỏi, nhức, khó vận động vùng cổ. Hầu hết các bệnh nhân bị thoái hóa cột sống cổ luôn có cảm giác đau buốt khó chịu, xuất hiện ngay cả khi nghỉ ngơi, mọi cử động đều gây nên đau đớn. Người bệnh không thấy có cảm giác khác thường, nhưng sau đó bệnh có những triệu chứng như sau. Thực hiện các động tác ở vùng cổ bị vướng và đau, thậm chí có thể thỉnh thoảng bị vẹo cổ. Đau kéo dài từ gáy lan ra tai, cổ, ảnh hưởng tới tư thế đầu cổ, gây ra tư thế vẹo cổ, tư thế sái cổ. Đau thường lan lên tận đầu, có thể nhức đầu ở vùng chậm, vùng trán. Đau từ gáy lan xuống bả vai, cánh tay ở một bên hay cả hai bên. Một số những trường hợp mất cảm giác sâu của tay, đôi khi cánh tay và bàn tay có thể bị tê liệt. Có trường hợp bệnh nhân khi gặp thời tiết lạnh, trở trời, kết hợp với một tư thế nằm không thuận lợi ban đêm, có thể gây cứng cổ sáng hôm sau. Khi bị cứng cổ không tự đi được, kèm theo rất sợ những cơn ho, hắt xì. Có người đau ê ẩm vùng gáy hoặc cả mảng đầu sau, rồi lan sang mảng đầu bên phải. Một số khác đau liên tục, không quay đầu được sang trái hay sang phải mà phải xoay cả người. Bệnh nhân Hoàng Thị Hương Tính đã mắc bệnh thoái hóa cột sống cổ, thắt lưng trong một thời gian dài. Đã đi điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Những cơn đau ở vùng cổ, lưng khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn khi vận động, hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Khi thời tiết thay đổi, cơn đau còn xuất hiện khi người bệnh nằm ngủ, tỉnh dậy người đau ê ẩm vùng gáy. Chính vì vậy, bệnh nhân đã tìm đến phòng khám Hải Thượng Lan Ông với mong muốn giảm thiểu các cơn đau do căn bệnh xương khớp này gây ra. Sau đây, Viện Kế Chỉ Hải Thượng Lan Ông xin giải thích về phương pháp kế chỉ và những điều cần lưu ý khi đi kế chỉ. Kế chỉ là một phương pháp châm cứu đặc biệt bằng cách đưa chỉ cắt gút tự tiêu và nhờ tác động của sợi chỉ cắt gút ở trong huyệt đó là tác nhân vật lý kích thích tạo thành xung điện và từ xung điện này nó trở về tủy sống và dây thần kinh cao cấp tạo thành đáp ứng có tác dụng chữa bệnh. Trong vòng 15 đến 20 ngày, chỉ này sẽ tự tiêu hết. Vì vậy, cái chỉ có tác dụng chữa bệnh cũng như châm cứu, nhưng hiệu quả đạt được vượt trội hơn châm cứu rất nhiều. Trong nhiều bệnh, đặc biệt là các bệnh về thần kinh cơ, xương, khớp, hô hấp, phương pháp kế chỉ hiệu quả điều trị bệnh nhanh và cao hơn so với phương pháp châm cứu. Nhiều bệnh châm cứu không khỏi, nhưng khi kế chỉ một thời gian ngắn khỏi bệnh, bởi kế chỉ cùng một lúc có thể tác động vào nhiều huyệt ở nhiều vị trí khác nhau, chữa được nhiều bệnh cùng một lúc. Khi điều trị bằng phương pháp kế chỉ, người bệnh không cần phải lo lắng đến tác dụng phụ như điều trị bằng thuốc. Chỉ cắt gút dùng để cấy chỉ là một loại protein tự tiêu được sử dụng trong các cuộc phẫu thuật nên rất an toàn. Với phương pháp cấy chỉ, người bệnh có thể tiết kiệm được thời gian chữa bệnh, không phải đi lại nhiều cũng như tiết kiệm được chi phí. Những bệnh nhân như thoái hóa cột sống, vôi hóa cột sống, gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, viêm mũi dị ứng, viêm xoang, nhức nửa đầu, đau xương khớp do phong thấp, liệt dây thần kinh số 7, liệt nửa người, hen phế quản đều là những bệnh có thể điều trị bằng phương pháp kế chỉ. Để đạt được hiệu quả cao khi điều trị bằng phương pháp kế chỉ, người bệnh cần lưu ý đến những vấn đề sau. Không ăn quá no, uống rượu bia, nước ngọt, cà phê, không để cơ thể quá đói, cơ thể mệt mỏi, nghĩ ngợi trước khi điều trị. Khi đi kế chỉ các bạn cần tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo rộng thoải mái. Sau khi kế chỉ, người bệnh cần nghỉ ngơi tại phòng khám 15 đến 20 phút và không được làm việc quá sức sau đó. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Kế chỉ Hải Thượng Lan Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470. Để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Kế chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp kế chỉ rất hiệu quả này.
Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.